xuống vỏ nè các bạn. Con máy này ha. Đây. Cái này anh mới vừa ghe xong xong luôn các bạn ơi. Quay cho anh em xem nha. Này đầu xám. Đây các bạn. Đây 86. Dàn cầu cái nóc nha bạn, trong bộ dàn cầu cái nóc ha. Đây bên anh hiện gia công luôn, trong bộ dàn cầu cái nóc. À, cái nóc xịn nghe các bạn. Đây thì chỗ này thì nè có làm cái bô bích cho cái bô lửa luôn rồi. Nó đẹp ha. Đây là cái dao đèn. Thì anh em muốn mua cái đầu máy không là trồng bộ dàn cầu này thì cũng được các bạn. Cái này nó cũng bán lẻ luôn ha. Là anh em như có vỏ rồi đó. Thì anh em mua cái đầu máy này. Thì các bạn muốn mua cái máy thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo của anh, anh sẽ tư vấn báo giá cho bạn ha. Còn anh em muốn mua trồng bộ cũng được. Đây, đáp rất là dài luôn các bạn. Đó, một cái dài. Dài nó cũng chính nghe bạn. Lắp thành lồng. Trên thì muốn nước là đi ống hàng 7 lớn ha. Càng sao luôn. Đây, cho mấy chân này là mấy cái chân bát kẹp là rất là đẹp đó ha. Chiến dịch anh em là chạy là hệ chiến dịch ba cánh nha bạn, ba cánh inox, ba cánh inox nha, mình chỉ nên làm rất là đẹp luôn, nè nó cánh chim hết nha bạn, cánh chim anh em, chỉ nên cánh chim luôn anh em ơi, rất đẹp ha, cánh tay thì cánh tay inox, cánh tay inox luôn các bạn, là mình về mình sử dụng nào khỏi có lăn tăn ha, rồi sau này mình không bị nó không có bị lủng nữa các bạn, rất là em ha, tay inox. Cái tay nóc này tầm cũng khoảng 1 triệu ngoài các bạn, 2 triệu ha, là mới á. Cái tay nóc này, cái lỗ này là cái lỗ mình tháo nhớt ra các anh em, anh em chạy thời gian á, nên mở ngóc này ra, anh em tháo nhớt ra ha, chắc nhớt ra. Đây, cái tay nóc này các bạn, mình đang quay dưới quay lên. Mua ly thì anh làm mua ly liền luôn, liền khối. Bít đây, mua ly chạy trong mình không thấy, an toàn, để không có bị quấn đầu áo bị đây. Mặt ga mới lắp hết nghe nè. Rất là dày nha bạn, quay chi tiết cho anh em xem dàn cầu của 5 căn cao lần cho nên hiện lên này làm hai cốt nè, cái chỗ này là mình để chỗ máy nghe nè, cái đây lại nè để mình chổi chỗ máy xuống cái sàn nè, chỗ máy mình chảy dưới đây nè, để nó dướng như đây nó không bị tạt qua tạt lại ha, để cái lại để dành chỗ máy, đây là chuyên làm cánh chim nha mình, đây cánh chim ha, để nước đây làm nghiêm chỉnh ha, mới hết còn đắp ha, rất đẹp. Thì anh em có muốn mua cái máy không thì anh cũng để luôn đây, trong bộ vỏ máy nè. Hoặc là anh em muốn mua cái máy không thì anh cũng để luôn ha. Máy này, đây 86V nè bạn. Chung con này là 4T86. Đây, mét in da băng luôn nghe nè mày. Đây, mét in da băng luôn ha. Đây, lập, nói chung là máy này inox nha bạn. Inox hết luôn nha, đổi inox hết. Đây, lập bên trên các băng đạn, cũng lắp hầm lòng, inox. Inox còn tập 100% nghe nè mày. Ốc V thì nếu tình làm rất là dày luôn ha, cái V nó làm rất là dày. Và cái muỗng nước ở trên thì anh đi bằng cái ống 27 nha bạn, 27 kèo tới đó luôn, chạy cho nên chạy tốc độ cao nó không có bị sàn không dung ha. Đó, mình tay cầm điện thoại mà mình dở bằng một tay lên chắn lên nhẹ nhàng ha, thì mình đang dở con tay mà mình tay mình cầm điện thoại rồi mình dở cũng là nhẹ luôn bạn. Rồi rồi lắm không? Rồi chạy luôn, chạy chạy. Mới chạy nè. Rồi chúng ta chạy nha mày. Ở 9m2. Ở 9m2, cầm sĩ. Ha ha!